Ừ, hai con hai đầu rồi. Một con đấy chứ. Hai con. Hả? Hai con, nhưng một con nó ngoi, nhưng một kia không ngoi. Nhìn đây nhìn bao giờ cái thằng này bé này có phải nhỏ không? Bé thằng này bé to nó vừa lên đi bé đây là cá chê này. Thế này có cái gì cho nó ăn? Cái cá chê. Cá chê bạo nhỉ? Đấy. À. To. To phết. Cân không? Không biết có được cân không? Hai ba con cá chê như này. Đây. Đây. Đấy, đúng rồi này. Thảo vẫn nấu cám ở con đây cho nó ăn thì nó quay lên. Thế này. Ông lấy cái giờ mình cứ trật tự bà đã rửa xong rồi. Xong rồi đây. Nói nó cũng vô. Bà đi mình. Nói nó nghe đây nhưng mà bà nó nghe. Bà chắc là lên đây cá chê to phết đấy đây này mới con cá chê này cái đèn nó lên này. Đèn để cá chê lên. Bây giờ úi dồi ôm đàn cá chê này nhìn thấy chưa? Rồi. Thả nào tí nữa ba ba nó cũng lên. Thấy chưa? Đàn cá chê luôn. Ba ba nó cá chê là có râu đấy lần trước mà em thấy chị nói. Thấy chưa? Hơi nhiều luôn. Mở trong xem. Ba ba đã no rồi sao ấy? Ừ, đâu lên nữa. Thôi rồi đi về một tí lại ra. Chị ở bên em thấy bác. Soi vậy nó nhìn nó sợ. Đây là thăm dò cho con người ấy. Thật tự ngươi để nó lên. Hai con luôn.
con ngồi xuống ăn. Ừ. Rồi làm thế nó sợ. Cô Hào để tí nó lên rồi bắt. Ừ.